Chào bạn, thì đây là cái video trò chuyện giữa Văn và các bạn và nó sẽ không có cái kiến thức gì ở trong cái video này cả. Nên bạn nào không muốn xem thì có thể dừng cái video ở đây để không phải mất thời gian của các bạn. Thì trong cái video này Văn muốn trả lời cho các bạn là lý do vì sao trong cái video ngày hôm trước, cái video nói về sức mạnh của sự cộng hưởng, Văn lại nói với các bạn là mỗi cái comment của các bạn là một cái đóng góp cho cộng đồng. Thì Văn bắt đầu cái kênh YouTube này từ hồi tháng 3 năm 2019, thì tính tới nay là đã 1,5 năm rồi. Thì ngày 22 vừa rồi á, 7 ngày trước á, thì đó là cái ngày đầu tiên mà YouTube trả tiền quảng cáo cho Văn sau 1,5 năm làm YouTube. Thì cái hành động đầu tiên mà Văn làm đó chính là Văn đã trích 10% cái tiền mà Văn nhận được để gửi cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, cho cái chương trình mà Ánh Mắt Trẻ Thơ. Thì trong những cái video trước, Văn luôn chia sẻ với các bạn là chúng ta nên cho đi. Trong cái video mà lý do vì sao khi các bạn áp dụng luật hấp dẫn lại hao hết phước của các bạn, thì trong cái video đó Văn có chia sẻ với các bạn là một phương pháp tái gieo hạt, đó là khi các bạn áp dụng luật hấp dẫn và các bạn nhận được một điều gì đó, thì các bạn hãy lấy một phần mà các bạn đã nhận được và mang nó đi, mang nó cho đi, để các bạn gieo tiếp những cái hạt giống trong tương lai của các bạn. Thì khi các bạn làm như vậy, các bạn sẽ không bao giờ sợ là mình sẽ hao hết phước hay cái gì đó. Và trong cái video mà chia sẻ về 10 cách biến mình thành thỏi nam châm để thu hút mọi thứ, thì cái cách đầu tiên Văn chia sẻ trong 10 cách đó, đó là các bạn hãy cho đi nhiều hơn. Khi các bạn càng cho đi nhiều hơn thì cái sức hút về của các bạn nó càng mạnh. Thì Văn luôn chia sẻ với các bạn về cái sự cho đi này. Nên cái việc đầu tiên mà khi Văn nhận được tiền của YouTube là Văn ngay lập tức Văn muốn cho đi một điều gì đó. Thì cái mà Văn cho đi á, nó không phải là một mình Văn, không phải là của riêng một mình Văn cho đi, mà đây là đó là 10% của cái số tiền YouTube trả cho Văn. Thì cái tiền YouTube đó Văn có được là nhờ công của Văn làm video, những cái kiến thức của Văn trong cái video đó. Và cái công thứ hai á, đó chính là công của các bạn đã xem video ủng hộ cho Văn. Thì nhờ các bạn xem video thì các bạn xem những cái quảng cáo ở trên video thì Văn mới có tiền từ YouTube. Thì cái phần mà Văn trích ra trong cái số tiền mà YouTube gửi cho Văn á, là cái phần mà Văn và các bạn cùng cho đi, chứ không phải là một mình Văn cho đi. Thì Văn có viết trên Facebook của mình á, là mỗi tháng Văn sẽ trích ra 10% từ cái số tiền mà YouTube trả cho Văn để cho đi. Thì cái cho đi này á, là Văn cho đi và Văn cũng giúp các bạn cho đi, bởi vì đó cũng là một phần công của các bạn đã xem video. Nên Văn muốn là khi các bạn xem video của Văn á, các bạn đừng có nghĩ là các bạn xem để có kiến thức không, mà khi các bạn xem video á, các bạn hãy nghĩ trong đầu là mình xem cái video này nè là mình đang cho đi một cái gì đó. Khi mình xem cái video này á, thì một tháng sau sẽ có một số tiền gửi cho những đứa bé có hoàn cảnh khó khăn. Thì khi các bạn xem video, các bạn với cái tâm niệm là mình xem cái video này là mình đang cho đi, thì các bạn sẽ có thêm một cái nguồn năng lượng tích cực. Cái nguồn năng lượng tích cực đó nó sẽ tới từ hai thứ, đó là cái kiến thức mà các bạn nhận được từ cái video đó và cái sự cho đi của các bạn. Thì đó là cái mà Văn muốn hướng tới, là các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng tích cực và các bạn sẽ biết là mình xem cái video này là mình đang cho đi. Cái gì nữa ta? Và quay lại với cái câu hỏi là vì sao các bạn comment trên kênh của Văn là các bạn đang đóng góp một phần cho cộng đồng. Bởi vì cái thuật toán của YouTube với các bạn, cái số lượng comment nó sẽ tỷ lệ thuận với cái số lượng view. Khi bạn comment càng nhiều trên một cái video thì cái video đó nó sẽ có nhiều view hơn. Mà khi cái video đó nó có nhiều view hơn thì Văn sẽ kiếm được nhiều tiền từ YouTube hơn. Mà khi cái số tiền của Văn kiếm được nhiều hơn á, thì cái số mà 10% Văn trích ra từ cái số tiền YouTube trả cho Văn á, thì nó cũng sẽ nhiều hơn. Hiện tại là có thể là 500 ngàn, nhưng mà trong tương lai nó có thể là 1 triệu, 2 triệu chẳng hạn, tùy cái thu nhập mà của Văn tăng lên.
Thì Văn thực tế lắm các bạn. Trong khi các bạn kinh doanh đó, các bạn sẽ nghe thấy một cái khái niệm là win-win. Win-win là cả hai đều thắng. Cái người bán họ cũng có lợi, mà cái người mua họ cũng có lợi. Thì cái đó là win-win. Nhưng xã hội ngày nay đó, nó không chỉ là win-win, mà nó là win-win-win, cả ba đều thắng. Cái người bán đó, thì họ cũng bán được cái sản phẩm với giá tốt. Cái người mua thì họ cũng mua được cái sản phẩm có chất lượng. Và cái người mà trung gian ở giữa, họ cũng kiếm được tiền hoa hồng. Thì cái đó là win-win-win, cả ba bên đều có lợi. Thì Văn muốn làm một cái gì đó nó cũng có lợi từ ba phía. Đó là Văn cũng có thêm nhiều thu nhập hơn. Cái số tiền mà Văn trích ra để cho đi á, nó cũng nhiều hơn. Và khi các bạn xem video á, các bạn cũng có một cái nguồn năng lượng tích cực hơn. Bởi vì các bạn biết là tôi xem cái video này nè, thì tới cuối tháng á, sẽ có một cái số tiền được gửi và được cho đi. Thì các bạn sẽ có thêm một cái nguồn năng lượng tích cực hơn khi các bạn xem video của Văn. Thì các bạn cũng có lợi, mà Văn cũng có lợi, và những đứa trẻ nó cũng có lợi. Thì cái đó là win-win. Thì nếu mà Văn có thu nhập nhiều hơn á, thì tất nhiên là mình sẽ có điều kiện để mình mua thêm sách, có thêm kiến thức, tham gia những cái khóa học. Những cái kiến thức Văn chia sẻ với các bạn cũng đâu phải là tự nhiên mà Văn có, hoặc là Văn chế ra Văn chia sẻ với các bạn. Văn cũng phải đi học. Cái khóa học rẻ nhất thì nó cũng là 3 triệu. Cái khóa học mà mắc nhất Văn học về luật hấp dẫn nó cũng tới 12 triệu. Và Văn học vài khóa học như vậy, các bạn tính đi. Nên nếu mà mình có thêm thu nhập thì mình cũng sẽ có tiền tham gia thêm những cái khóa học nó chất lượng và mua thêm sách để đọc, có thêm kiến thức để chia sẻ với các bạn. Cho nên á, khi các bạn xem video của Văn, Văn cũng mong các bạn hỗ trợ Văn bằng cách là comment một cái gì đó ở bên dưới cái video mà các bạn đã xem. Các bạn chỉ cần comment đơn giản là đã xem, hoặc là cảm ơn, hoặc là một cái icon mặt cười cũng được. Hoặc là nếu các bạn xem cái video hôm trước Văn chia sẻ về sức mạnh của sự cộng hưởng á, thì các bạn hãy comment cái câu ám thị của các bạn: tôi biết ơn tiền bạc, tôi biết ơn sức khỏe, hoặc là arigato tiền bạc, arigato sức khỏe. Thì các bạn hãy comment bằng một cái câu ám thị của các bạn ở dưới video của Văn cũng được. Thì một cái comment của các bạn comment xuống video của Văn á, thì sẽ có thêm một vài bạn khác tiếp cận được cái video của Văn. Thật sự những cái kiến thức về luật hấp dẫn Văn chia sẻ với các bạn nó chỉ mới là một cái mảnh ghép nhỏ của cả một cái bức tranh lớn. Mặc dù Văn đã chia sẻ với các bạn tới nay á, là đã được 85 cái video về luật hấp dẫn rồi, nhưng nó chỉ mới là một phần nhỏ thôi các bạn. Luật hấp dẫn nó chỉ là một cái sợi dây liên kết giữa thế giới bên trong chúng ta và thế giới bên ngoài. Thế giới bên trong của chúng ta bao gồm có luật nhân quả, những cái nghiệp trong quá khứ của chúng ta để hình thành nên chúng ta của ngày hôm nay. Và nó còn có cái cách nào để các bạn có thể vận dụng được triệt để cái sức mạnh tiềm thức của các bạn. Và nó còn có các bạn phải hiểu chính mình, hiểu được đam mê của mình là gì, hiểu được mục đích sống của mình là gì, hiểu được thế mạnh bản thân của mình là gì. Thì những cái đó Văn sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề nó gọi là Ikigai. Cái lý do mà chúng ta thức dậy mỗi sáng để chúng ta miệt mài chúng ta làm việc. Các bạn có nhớ cái cảm giác mà hồi nhỏ mà mỗi khi mà mình được đi du lịch, mình được đi chơi xa, là cái ngày hôm trước đó là mình rất là hưng phấn, mình chờ cho trời mau sáng để mình được dậy, mình đi chơi. Thì cái việc các bạn tìm ra được đam mê, tìm ra được cái thứ mà các bạn thích làm á, nó cũng giống như cái cảm giác đó. Các bạn mong trời mau sáng để mình được thức dậy, mình làm cái công việc mình yêu thích. Thì đó chính là cái khoảnh khắc mà các bạn tìm ra được cái ikigai của mình. Đây nó cũng là một cái chủ đề lớn như luật hấp dẫn vậy. Văn sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước cụ thể cái hành trình để các bạn tìm ra được ikigai của mình, tìm ra được cái lý do mà các bạn thức dậy mỗi sáng. Thì đó là về thế giới bên trong của chúng ta. Còn về thế giới bên ngoài á, Văn có thể chia sẻ với các bạn về những cái kiến thức về phong thủy. Các bạn biết, mặc dù các bạn rất là tốt, hiểu bản thân mình rồi, biết mình thích cái gì rồi, biết mình đam mê, biết mình có thế mạnh gì rồi, nhưng mà các bạn lại sống trong một cái môi trường mà xung quanh bạn toàn là những người có năng lượng thấp, năng lượng tiêu cực, hoặc là cái môi trường của các bạn, cái phong thủy của nó không được tốt. Cái cách các bạn bài trí mọi thứ xung quanh trong căn phòng của các bạn nó sai, nó không hợp phong thủy, thì nó cũng là một cái làm hạn chế cái sự phát triển của các bạn. Các bạn muốn phát triển nhưng không phát triển được.
thì cái đó là cái thế giới bên ngoài nó ảnh hưởng tới chúng ta, năng lượng của những người xung quanh, năng lượng của những cái đồ vật xung quanh nó ảnh hưởng lên bạn, nó kéo bạn xuống, làm bạn không thể phát triển lên được. Giống như một cái cây có cái hạt giống rất là tốt, nhưng mà nó lại được trồng trong một cái mảnh đất xấu thì nó cũng rất khó để có thể phát triển được. Thì đó là thế giới bên ngoài, những cái thứ đang ở gần bạn. Và xa hơn nữa, đó chính là những cái quy luật hoạt động của vũ trụ, cái cách mà vũ trụ vận hành như thế nào. Thì Văn có thể chia sẻ với các bạn về kinh dịch. Kinh dịch là cách mà các bạn hiểu được những cái quy luật tự nhiên nó hoạt động. Và chúng ta hiểu về kinh dịch, chúng ta sẽ hiểu về những cái quy luật của vũ trụ. Và lúc đó các bạn thuận theo tự nhiên mà các bạn đi. Giống như là các bạn thuận theo tự nhiên, đó là các bạn trên một con thuyền, các bạn cứ đi xuôi dòng, các bạn nỗ lực các bạn chèo xuôi dòng thì lúc nào nó cũng nhanh hơn là các bạn đi ngược dòng. Đi ngược dòng nó rất là mệt. Thì đó là cách người ta hiểu về những cái quy luật tự nhiên và chúng người ta thuận theo nó thì phát triển sẽ nhanh hơn. Tốc độ đi nó sẽ nhanh hơn. Cái việc mà chúng ta làm trái với những cái quy luật của tự nhiên. Thì cái đó là về phần kinh dịch. Thế giới bên ngoài nó sẽ có phong thủy và những cái quy luật hoạt động của vũ trụ. Thì bên trong của chúng ta thì Văn có thể chia sẻ với các bạn về sức mạnh của tiềm thức, chia sẻ với các bạn về nghiệp, về luật nhân quả, chia sẻ với các bạn về Ikigai, cách tìm ra đam mê và mục đích sống của mình. Về thế giới bên ngoài, Văn có thể chia sẻ với các bạn về phong thủy, về kinh dịch. Và khi các bạn đã hiểu được thế giới bên trong của mình rồi, các bạn hiểu được thế giới bên ngoài của các bạn rồi, thì luật hấp dẫn nó sẽ là một cái yếu tố liên kết giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài của các bạn lại. Thì khi đó các bạn không cần phải chạy ra hỏi người này, hỏi người kia, cái này là như thế nào, cái kia ra sao, tôi bị như vậy là tôi bị gì. Các bạn hoàn toàn có thể tự trả lời cho những cái vấn đề của các bạn. Và các bạn hoàn toàn có thể tự các bạn giải thích cho mọi thứ đang diễn ra xung quanh của các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được cuộc sống của chúng ta nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nó không còn phải khó khăn, không còn phải chật vật nữa. Nó cứ xuôi dòng mà nó đi thôi. Thì đó là những cái nội dung mà hy vọng là trong tương lai Văn có thời gian Văn chia sẻ được với các bạn. À, còn một cái mà Văn quên chia sẻ với các bạn, đó là lý do vì sao Văn lại muốn đóng góp cho trẻ em và lại đóng góp cho những bé mà có tật về mắt. Thì đây là một cái mà Văn đã sử dụng luật hấp dẫn. Thì trong luật hấp dẫn á, nó có một cái phương pháp, đó là làm sao chúng ta có thể đưa ra một cái quyết định đúng đắn dựa trên luật hấp dẫn. Thì nó là sử dụng phương pháp Visualize kết hợp với một công thức trong cái phương pháp Visualize này để giúp mình đưa ra được những cái quyết định đúng đắn. Thì Văn đã sử dụng cái phương pháp Visualize này để đưa ra cái quyết định là mình lại đóng góp cho trẻ em. Bởi vì khi mà Văn nghĩ là mình nên đóng góp cho ai thì có rất là nhiều lựa chọn. Đóng góp cho người già, đóng góp cho người đơn thân, đóng góp cho người bị bệnh tim, đóng góp cho người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho trẻ em nghèo. Rồi khi mà đóng góp cho trẻ em nó lại có nhiều hạng mục nữa. Đóng góp cho trẻ em được cấp sách tới trường, đóng góp cho trẻ em mồ côi, đóng góp cho trẻ em có dụng cụ học tập để học, đóng góp cho trẻ em có bệnh về mắt. Thì Văn quyết định là đóng góp cho cái chương trình là Ánh Mắt Trẻ Thơ. Thì Văn đã sử dụng cái phương pháp Visualize để đưa ra cái quyết định này. Khi mà Văn Visualize thì ban đầu Văn không biết đâu, nhưng mà tự nhiên trong lúc mình Visualize thì có cái kịch bản nó hiện ra và nó gây ra cho mình rất là nhiều cái cảm xúc để mình đưa ra cái quyết định là mình sẽ đóng góp cho trẻ em và mình sẽ đóng góp cho những đứa bé có bệnh về mắt. Thì trong cái kịch bản mà Văn đã Visualize, Văn Visualize tới cái cảnh mà sẽ có một đứa bé nó có tật về mắt và nó được nhận cái tiền hỗ trợ để mổ mắt. Và sau này, vài năm sau, khi nó lớn lên, nó lại gặp một cái vấn đề trong cuộc sống, đó là nó muốn học tốt hơn, nó muốn học hiệu quả hơn, nó muốn thi được điểm cao hơn. Thì nó vô tình xem được cái video này của Văn và nó thấy được mình đã từng dùng cái số tiền mình để đóng góp cho cái quỹ đó. Và chính đứa bé đó là đứa nhận được cái số tiền của mình. Và sau này nó lại xem được cái video của mình. Thì Văn tưởng tượng tới cái hình ảnh đó, cái cảm xúc mình nó dâng lên rất là nhiều các bạn. Mình đóng góp được giá trị cho xã hội. Bởi vì những cái mà video mà Văn đang chia sẻ, những cái nội dung mà Văn đang làm, nó là về chủ đề chia sẻ kiến thức. Và cái chủ đề chia sẻ kiến thức á, thì nó cứ tồn tại theo thời gian như vậy. Cứ có người gặp vấn đề và họ tìm trên YouTube,
thì những cái video kiến thức này nó sẽ vẫn còn hiện ra, trừ khi nào mà YouTube nó không còn hoạt động nữa thì những cái video này mới không còn nữa. Nên có thể những đứa trẻ mà ngày hôm nay Văn và các bạn đã cùng nhau đóng góp, có thể sau này vài năm sau khi những đứa trẻ đó lớn lên thì có thể vẫn có khả năng là nó sẽ xem được cái video này. Và Văn chắc chắn với các bạn là nếu mà tụi nó có nhận được cái số tiền mà Văn và các bạn đã ủng hộ thì chắc chắn là tụi nó sẽ xem được cái video này. Bởi vì Văn tin vào lực hấp dẫn là thế nào cũng sẽ đưa đẩy tụi nó xem được cái video ngày hôm nay mà Văn làm. Thì đó là cái lý do vì sao mà Văn muốn đóng góp cho trẻ em, và cái lý do vì sao mà Văn muốn đóng góp cho những đứa bé mà bị bệnh về mắt. Thì bởi vì nó chữa được mắt thì nó mới có khả năng xem được những cái video như thế này. Thì đó là những cái mà Văn muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Và một lần nữa, nếu được, Văn mong các bạn hỗ trợ cho Văn, và cũng như một phần các bạn đang đóng góp cho cộng đồng bằng cách là mỗi khi các bạn xem cái video nào đó của Văn thì các bạn hãy dành ra một vài giây để các bạn comment một cái điều gì đó bên dưới video của Văn. Có thể là chữ đã xem, hoặc là cảm ơn, hoặc là một cái icon nào đó, hoặc là một cái lời ám thị của các bạn. Tôi biết ơn tiền bạc, tôi biết ơn tình yêu, tôi biết ơn sức khỏe. Thì đó là những cái mà Văn muốn nói trong cái video này và muốn chia sẻ trong cái video này. Cảm ơn các bạn đã dành vài chục phút quý báu của các bạn ra để xem cái video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và trong cái video tiếp theo, Văn sẽ chia sẻ với các bạn về những bí mật về tiền bạc trong luật hấp dẫn. Và nó sẽ rất là hay. Văn đảm bảo với các bạn sẽ rất là hay. Ok, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.